Hello. Hello everyone. Hello world. What's your name? My name is Taylor. What's yours? My name is Bill. How old are you? I'm 25. How about you? Yes, I'm 25 too. How are you today? I'm doing good. How are you? I'm good too. Good. Mm-hmm. And today, ngày hôm nay thì mình sẽ học bốn từ vựng. Sẽ có hai danh từ nhá. Đây là đầu tiên, đây là con cáo, và tiếp đến đây là ngồi bánh gì mà kiểu một cái nhân vật đấy trong một bộ phim hoạt hình. Tiếp đến mình sẽ có hai động từ, đây cái nào nghĩa là gì? chạy run around, và cái này là gì nhỉ? Mình nhảy lên. Okay, so this one is gingerbread man. Gingerbread man. Very good. Gingerbread man. Gingerbread man. This one is fox. 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 Okay. Vì con cáo như là có âm x ở cuối nhỉ, hơi bị khó đọc nên các con phải nhấn có âm s ở cuối nhỉ. Fox. 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 Okay. Fox. Next one is jump. 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 Nó có âm p ở cuối, jump. It's a silent p. Jump. Jump. And this one is run. 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 Yes. Run. Okay. We're finished. That's it. Okay. Thank you. Goodbye. Goodbye.